Những ngày qua, Nam Bộ đang trong giai đoạn nắng nóng khiến cho cuộc sống và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. Sáng ngày hôm nay thì tình trạng nắng nóng có đỡ hơn không, chị Hằng My? Dạ vâng, chào ngày mới anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Sang hôm nay dự báo Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Diện nóng không chỉ ở miền Đông mà còn lan rộng ra nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ. Nóng nhất phải kể đến đó chính là Biên Hòa với ngưỡng nắng nóng gay gắt 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác dao động trong khoảng 35 đến 37 độ, rất ít điểm 33-34 độ. Nắng nóng nhiệt cao kéo dài có thể gây sốc nhiệt với những người phải làm việc lâu ở ngoài trời. Vì vậy, ngay khi phát hiện người có dấu hiệu say nóng, say nắng với những biểu hiện như là choáng váng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, cần nhanh chóng đưa ngay đến chỗ thoáng mát, cởi bớt quần áo, nên uống nhiều nước chanh hoặc là nước bột sắn dây và chườm mát để làm giảm nhiệt của cơ thể. Nếu như trên đất liền bầu không khí nóng bức ngột ngạt thì ra đến thành phố đảo Phú Quốc trời dịu hơn nhờ gió biển thổi đều cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ cao nhất trưa nay rơi vào khoảng 33 độ. Về chiều tối sẽ có mưa dông, dù mưa dông không lớn nhưng mà dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, ngày có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ biển êm, an toàn cho tàu thuyền có thể hoạt động.